Hello cả nhà, mình xin chào cả nhà và các bạn nha. Thì hôm nay không vậy cũng lâu rồi mình không có ăn đồ nướng, mà tính đi ăn quán nhưng mà xa quá làm biến đi. Ở nhà mình có miếng sườn, mình giờ mình sẽ đem cái tảng sườn đó mình đi nướng nha. Mời cả nhà và các bạn cùng xem video của mình nha. Chúc cả nhà và các bạn ngày mới vui vẻ. Cái giường của mình nó còn sơ sát lắm luôn, cũng gần chồng được rồi. Vài bữa nó cái vàng nó hư chân, để rảnh rảnh mình sửa cái vàng này lại. Hôm bữa tiết nó rớt xuống mà nó gãy cái vàng của mình luôn. Mấy cây dâu của mình dời ra ngoài đây nó có nắng, cái nó tốt lên rồi nè, nó bự rồi nè, nhưng mà chưa ra trái nha. Của người ta trồng trong nhà kính đó, nó ít lạnh thì nó đã ra trái hết rồi, còn của mình trồng ở đây tự để tự nhiên á thì mình chưa thấy. Nó có dấu hiệu ra bông rồi nè, nè như cái này là cái chùm bông của nó nè, đó bên đây nè chùm bông của nó, nhưng mà nó mới lú ra. Chứ dâu người ta trồng trong nhà chính là người ta ăn nó muốn tàn luôn rồi đó. Xung quanh vườn của mình thì mình chưa có trồng cái gì hết, tại vì còn hơi lạnh á, chưa trồng được. Đất thì mình rải phân mình ủ để đó sẵn, vài bữa nắng lên xíu mình mới trồng được nè. Có mấy cái cây húng lủi thì nó mọc mọc lên rồi nè, cao găm thì nó trụ lủi luôn đó, cao găm nó trụ lủi hết trơn rồi nè. Nắng nóng lên thì nó mới sống lại. Thôi bây giờ mình vô nhà mình lấy miếng sườn mình ướp nước. Đây là cái tảng sườn mình mua ở siêu thị Costco nè. Cái này hai miếng nó gấp lại với nhau để mình cắt ra. Miếng tảng sườn này 1,7 cm. Đây là cái miếng sườn mình đã lấy ra và rửa sạch rồi nè. Đó, nguyên một cái tảng vậy nè. Giờ mình sẽ cắt ra, bỏ vô cái thao này mình, rồi mình sẽ làm đầu ướp. Đây mình sẽ lấy hai cái phần bự này mình ướp mình nướng, cái phần này mình bỏ vô tủ đông để dành đó. Đó, cái này là tỏi, giờ mình đâm tỏi để mình ướp thịt đó cho nó thơm, bỏ miếng đường vô cho nó dễ đâm. Rồi tỏi mình đâm xong rồi, bây giờ mình sẽ cho sa tế vô, mình ướp sa tế mình nướng. Ok, sa tế xong rồi giờ mình cho tí bột ngọt. Hồi nãy mình có bỏ đường rồi, giờ mình cho miếng bột ngọt vô với nước tương, có lộn nước mắm chứ. Đó, cho nước mắm vô, trộn đều lên. Này có hành tím nữa, đâm hành tím vô nữa nó mới thơm, nó mới ngon nữa. Nhưng mà mình không có hành tím. Cái này mình cho thêm một chút xíu mật ong vô nữa. Nhiều quá nó sẽ dễ khét. Đây là miếng sườn của mình. Cái đồ đậm này nó đang dính, mình để mình quét nó luôn. Đó, màu nó rất là đẹp luôn. Ok, bây giờ xong rồi, mình đem ra cái này mình để tầm khoảng nửa tiếng thì mình hả nước. Đó, cho nó thấm. Đây là cái bếp than của mình. Chở mấy bột than để cho nó cháy đều.
Trong thời gian chờ đợi cái miếng sườn á thì mình chạy đi siêu thị mình mua cây rau cải về để ăn kèm chung với thịt, ở nhà hết rau rồi. Ơi, không biết ăn rau gì đây. Đây, xà lách. Cái này không biết phải xà lách không nữa. Mình thì mình kêu là xà lách bắp. Đó. Cái này ăn nó ngọt ngon lắm. Súp lơ, dưa leo ba trái 160 yên. Vài bữa trồng dưa leo được rồi, tha hồ ăn luôn. Thịt này mình ướp được nửa tiếng rồi nè. Đó, bây giờ mình bỏ lên mình nướng rồi. Quá đã luôn nha. Cái gấp này hồi nãy mình gấp than nè, bây giờ mình gấp thịt mình nướng. Đó, trước khi gấp thịt là mình có đem đi rửa rồi. Tại cái cây gấp than đâu mất tiêu rồi, mình không thấy. Cho nên mình lấy cái này mình xài luôn. Rửa lại một cái cho nó sạch cái bụi than mới gấp thịt được. Chưa gì hết trơn, mới để lên là mình nghe cái mùi thịt rồi đó. Chắc hồi nãy mình bỏ đường hơi nhiều hay sao á, nó dễ khét hay sao á, mới bỏ lên nghe mùi rồi. Thơm lắm luôn. Tỏi mình đâm ra như vậy nè, nó thơm lắm. Thơm hơn là mình bằm. À đúng rồi, rớt miếng tỏi xuống dưới nó cháy cho nên là nó thơm. Cái sườn này á mình nướng phải lửa là nhỏ, lửa từ từ thôi thì nó mới chín được tới phía bên trong xương. Rồi, chín rồi mọi người ơi. Đây, quá ngon luôn nha. Nó lòi xương như vậy là nó chín tới xương luôn rồi đó. Wow, hai miếng chạp bá bự luôn. Đây, quá ngon. Rồi, mình mời cả nhà ăn miếng sườn nướng này với mình nha. Làm lon bia nó ăn với cái này cho nó ngon chút. Đây, quá ngon luôn. Wow, dài lắm. Này chắc phải lấy kéo cắt mới được.
nó chín tới phía bên trong luôn. Quá ngon luôn mọi người ơi. Rồi, mình mời cả nhà nha. Quá ngon. Nó thơm mà nó ngọt, nó ngon lắm. Tại vì có mật ong á. Quá đã, quá tuyệt vời luôn. Cái này mình ăn bóc mới ngon nha. Muốn là ăn cái này kèm thêm một tí bia nữa. Rất là ngon. Quên nữa. Thiếu một cái quan trọng, đó chính là nước chấm. Mình sẽ làm miếng nước chấm, nãy quên nữa. Đây, mình có nước chấm rồi nè. Nãy quên, mình mới hái mấy cọng rau găm ở ngoài vườn vô. Có nước chấm vô nó khác liền, ngon hơn liền. Quá đã. Bữa nay xuống ca không biết làm gì. Còn miếng thịt lấy ra nướng với làm bậy lon bia, ăn xong rồi ngủ. Mai đi làm, tại mình xuống ca đêm á, nghỉ không có được nhiều, nghỉ được ngày rưỡi à. Này mình phải bới thêm chén cơm ăn nữa nó mới no được. Chứ ăn cái thịt này không nó không có no. Có thêm cọng rau găm nè. Nó bắt mùi thơm ngon lắm. Cái này mà mình có rau mùi á, có rau mùi thêm nữa mới ngon. À đúng rồi. Mình có mấy cái cọng cọng gì ta? Húng lủi. Để ra hái thêm mấy lá húng lủi vô. Đây, húng lủi nè. Đó, nó mọc lên được mấy cọng rồi đó. Cái bên đây là húng lủi Nhật, còn này là húng lủi thứ ở Việt Nam mình nè. Nè, cái này húng lủi Nhật nè. Nó khác. Lá nó khác. Nó không có thơm ngon bằng của Việt Nam. Nhà có mấy cọng rau mà mình quên nữa, tại vì mùa đông á nó tàn hết rồi, giờ nó mới bắt đầu chuẩn bị nhóm nhóm mọc lên lại. Ăn miếng cơm cho nó no.
lúc gà vô mùa xuân mùa hoa anh đào đi khắp nơi ở đâu cũng nở bông hết trơn, quá trời luôn. Trời mà gió gió nó rụng mấy cái cánh bông xuống nhìn đẹp lắm luôn. Cái sườn mình nướng có mật ong á, nó không có khô, nó vừa, mà ướp mật ong nhiều quá thì nó sẽ dễ bị khét lắm, cho nên là lửa than mình phải ít, nhỏ nhỏ, nướng từ từ nó mới ngon. Vừa ăn cơm vừa uống bia nhìn giống như uống rượu ghiền vậy. Ở quê mấy người mà nhà người lớn lớn tuổi á, trong bàn cơm hay là có thêm một cái bình rượu, vừa ăn cơm vừa uống một hai ly rượu. Cái sườn này nè mình ướp á, ướp tầm khoảng nửa tiếng đổ lại thôi cho nó thấm sơ sơ thôi, là phía bên trong á nó còn cái vị tươi tự nhiên của cái thịt heo á, thì ở ngoài nó sẽ mặn mặn ngọt ngọt, phía trong á nó sẽ còn cái vị nguyên chất của cái thịt heo, thì hai cái nó kết hợp như vậy á nó rất là ngon luôn. Công nhận cái húng lủi này thơm thiệt luôn. Quá ngon, quá hấp dẫn. Mình nướng lửa than á, nó cháy xém xém vậy nè, nó thơm nó ngon lắm. Nó tăng cái hương vị của cái thịt lên.
quá ngon. Còn miếng thịt này đây để chiều mình ăn cơm, ăn chén cơm vô là cộng thêm cái lon bia nữa là thấy nó no hơi rồi đó. Tại có uống thêm bia nữa, nếu không là phải hai chén cơm mới no được. Thôi mình cũng ăn xong rồi, thôi mình dừng clip tại đây. Thôi chào tạm biệt cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và theo dõi video của mình nha. Lúc gài nói chung là mình cũng hơi bận một tí cho nên là ra clip cũng ít. Có gì thì mọi người thông cảm ủng hộ mình tiếp tục nha. Thôi chào tạm biệt cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Tạm biệt cả nhà.